Theo thông lệ hàng năm, sau Tết Nguyên Đán, Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức lễ tổ tiên để tưởng nhớ công đức tiền nhân đã dựng nước và giữ nước Việt Nam qua mấy nghìn năm. Buổi lễ được tổ chức vào ngày 1 tháng 2, tức ngày mùng 7 Tết, tại trụ sở hội ở Fauntleroy, Virginia. Sau phần chào quốc kỳ Mỹ Việt, ông Phó Hội trưởng Cao Nguyên là người điều hộp chương trình. Đúng. Đã mời ông Hội trưởng Nguyễn Văn Đặng lên là một vinh hạnh quan cho hội. Ông Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Nguyễn Mộ Trinh nói về ý nghĩa lễ tổ tiên. Dỗ ông bà, bố mẹ, tổ tiên mà ít dân tộc nào có. Chúng ta đối với chư vị khuất núi mong họ được về nơi vĩnh hằng, nhưng trong thâm tâm vẫn xem họ vẫn còn đâu đây phù hộ cho chúng ta. Sau đó là nghi lễ dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. Ban tế lễ đã tiến hành nghi thức tế lễ tổ tiên. Thay mặt cho ông Chủ tịch Cộng đồng Washington DC Maryland Lý Thanh Phi Bảo, chị Bạch Mai đã gửi lời chúc an khang, thịnh vượng, sức khỏe đến tất cả các hội viên và quan khách. Sau đó là lời phát biểu của ông Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn. Lễ chúc thọ và mừng sinh nhật các hội viên trong tháng 2 cũng được tổ chức sau lễ tổ tiên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dạ ơi, đúng là niềm vui lớn. Buổi lễ kết thúc với bữa cơm thân mật vào lúc 2 giờ.